Xin chào các bạn nhé. Chúng ta sẽ trở lại với một trận đấu tiếp theo, đó là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Paris Saint-Germain và một đội bóng đàn em chơi trong khuôn khổ hạng 2 của Pháp, đó là Quyvin Rouen, một cái tên khá là xa lạ. Nhắc tới cái kèo này thì có lẽ rằng anh em sẽ biết được rằng cái sự chênh lệch đẳng cấp quá là lớn. Khi nhắc tới Pháp thì chắc chúng ta chỉ biết đến hai cái tên, đó là Paris Saint-Germain và Olympique Lyon, là nghe còn gọi là quen thuộc. Chứ còn những cái tên khác chơi kể cả trong giải Ligue 1 của Pháp thì có nhiều cái tên chúng ta cũng không thể biết được. Nhắc tới Paris Saint-Germain thì chúng ta biết ngay được là một trong những đội bóng đại gia chi với số tiền cực kỳ khủng để đầu tư cho hàng công, hàng thủ và tất cả những cái bản hợp đồng gần như là đắt giá nhất hành tinh thì đều thuộc về đội bóng đại gia đến từ Pháp này. Paris Saint-Germain họ sở hữu một đội hình có thể nói là thuộc top của thế giới. Bước tới trận đấu ngày hôm nay thì cả hai đội tuyển của chúng ta đang giữ những phong độ có thể nói là hoàn toàn trái ngược nhau. Tuy rằng Paris Saint-Germain họ đá ở chơi ở Ligue 1 là họ là một trong những nhà vô địch của Pháp, nhưng mà họ vẫn có những cái trận hòa với các câu lạc bộ ở trong khu vực của họ. Đấu trường Ligue 1 đã đi qua, sau 38 lượt trận thì Paris Saint-Germain họ đứng ở vị trí đầu tiên với 86 điểm có được. Đứng ngay sau đó là MSU với 71 điểm. Ngoài ra chúng ta có thấy Olympique Lyon thì cũng có một phong độ không tốt lắm, đứng vị trí thứ 8 với 61 điểm. Đó, ngoài ra thì những cái tên ở khu vực Pháp mà nhiều anh em không có biết đâu. Đội bóng Nantes 55 điểm. Nantes là một trong những đội bóng mà chắc là anh em có thể nghe mấy hôm về đây, khi mà Quang Hải có gọi là có một cái bản hợp đồng trước khi đến Pháp thì chúng ta nghe cái tên rục rịch đó là Nantes. Đấy, nhưng mà không phải. Cuối cùng thì Quang Hải đã chọn bán đỗ, đó là Pau FC, một đội bóng chơi ở giải hạng 2 hay là hạng 3 của Pháp thì vậy. Chứ còn nếu mà vào Nantes thì khả năng đi nhặt bóng nhiều cũng phí. Đó thì kèo này thì chắc là không cần phải nhận định nhiều nữa rồi. Khả năng Paris Saint-Germain thì họ sẽ lại vùi dập cái đàn em của mình với tỷ số cũng khá là cách biệt thôi. Paris Saint-Germain thì họ luôn luôn gọi là so sánh với các đội bóng lớn trong thế giới. Còn những loại đàn em râu ria như thế này thì chắc là tung ra đội hình phụ thôi. Nhưng mà thôi thì cứ phải dự kiến cái đội hình là mạnh nhất của Paris Saint-Germain. Chúng ta vẫn có những cái tên khá là quen thuộc khi đội hàng công có thể nói là cộng tổng với bản hợp đồng vào có thể nói là đắt nhất hành tinh. Chúng ta có Kylian Mbappe, có Lionel Messi, Neymar, ba chàng tiền đạo sở hữu những phong độ đẳng cấp cũng như là bản hợp đồng về lương quá là khủng. Thủ thành vẫn là Donnarumma. Hàng hậu vệ chúng ta có Hakimi, có Marquinhos, có Kimpembe, Bernat, hàng trung vệ có Danilo, Fernandes, Verratti. Nói chung là Paris Saint-Germain thì họ quá mạnh rồi, họ quá giàu. Còn về phía bên kia chiến tuyến thì chắc là mình cũng không có cập nhật được cái tên, bởi vì không 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 đọc lên thì chắc là nhiều khi anh em không biết. Kèo này dự kiến là chiến thắng 5-0 cho Paris Saint-Germain nha. Bắt nạt thằng em thì có 5-0 thôi là đẹp. Trận đấu này diễn ra vào lúc 10 giờ tối nay, anh em chú ý đón xem. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình. Hãy đón chờ những video nhận định tiếp theo.